Hi, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi sẽ thực hiện làm cái video clip test loa rất bá đạo cho các bạn xem. Đây là một con loa tháo rời như này. Tôi sẽ test loa như thế nào. Đây, tôi sẽ giới thiệu các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đây, như các bạn nhìn thấy đây. Một cái giải chân bông rất là dài này. Dài rơi tầm khoảng hơn mét như này. Đây. Tôi sẽ cho các bạn xem. Ê, tôi quấn nhá. Tôi quấn tròn, bên trong nó rỗng. Tôi sẽ cho các bạn xem bên trong. Đây. Bên trong nó rỗng nhá. Đấy. Trong nó rỗng luôn, nhét vừa cái loa này. Sẽ nhét vừa cái loa này. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem mặt sau của nó. Mặt sau của cái đoạn chăn bông dài như này tôi nhét một cái loa cái chống đồ chơi trẻ em. Đây là cái chống đồ chơi của trẻ em Trung Thu đấy. Trung Thu đồ chơi trẻ em này. Tôi nhét ở phần sau cái đoạn ống chăn bông này. Vít luôn cái lỗ thông hơi của ống chăn bông này luôn. Bằng cái chống Trung Thu này. Đây. Đây tôi sẽ quay cái phần đầu kia cho các bạn xem. Và tôi sẽ test thử cho các bạn xem nó bá đạo như thế nào. Đây. Đây, sau đây tôi sẽ bật thử âm thanh cho cái loa này nghe ở bên ngoài nhé. Nghe bên ngoài xem âm thanh nó như nào. Sau đó tôi sẽ nhét cái chân bông này sau. Đây các bạn xem này. Khi nghe ở bên ngoài thì nó như này. Đây, tôi sẽ nhét vào cái chân bông cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn nào. Đấy các bạn thấy đây. Sau khi tôi nhét vào cái chân bông như này, nghe âm thanh nó ấm hơn rất là nhiều. Rất là ấm luôn. Đấy. Nghe nó khá là trầm. Đây, test loa rất bá đạo cho các bạn xem. Đây tôi sẽ quay phần đằng sau đít của cái này nhé. Đây tôi sờ đây tôi có cảm giác bị rung rung. Có cảm giác rung rung ở đây. Tôi sẽ quay phần phía trước cho các bạn xem. Thanh trầm hơn rất là nhiều khi nhét vào cái chân bông ống dài như này. Đó. Đây sau đây tôi sẽ rút ra thử xem nhé. Đây các bạn thấy đây. Sau khi tôi rút ra khỏi cái chân bông này, âm thanh nghe là nó nhỏ hơn và nó chả có tiếng trầm ấm gì cả. Đó. Như này. Đây, sau đây tôi lại nhét vào xem. Bạn để ý nhé. Đấy các bạn thấy đấy, âm nó trầm hơn rất là nhiều. Lớp chân bông này khá là dày, nó rơi khoảng từ 2 cho đến 3 phân đấy các bạn.
Nó giống như cả một cái thành vách của cái loa vậy. Đây là màn test âm thanh của tôi, rất là bà đạo. Nghe âm rất là trầm luôn, bùm bụp luôn. Đây, tôi sẽ thử mở to lên một chút nữa xem nó như thế nào nhé. Đây các bạn thấy đây, âm thanh sau khi tôi mở to lên chút nữa thì nó rất là trầm luôn. Tôi sẽ nhớ cả nhé. Này, âm thanh chẳng có gì cả. Đó. Sau khi nhét vào thì âm thanh lại trầm, rất là bá đạo. Đây. Đây, sau khi tôi tắt âm thanh đi này. Đấy. Tôi quay lại toàn cảnh cho bạn xem. Một cái đoạn chân rất là dài như này. Ok, cảm ơn các bạn đón xem video của tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video cập nhật tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Mọi đó có ý kiến các bạn thì hãy comment bình luận bên dưới. Mình sẽ vào mình giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Video sắp tới mình sẽ tiếp tục làm một cái mạch điện tử. Nó là mạch gì thì các bạn hãy xem video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đón xem.